Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là Tài lại tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan đến câu chuyện của bé Vân An để gửi tới tất cả mọi người. Và hôm nay chúng ta sẽ đi đến cái sự phẫn nộ của quý vị khán giả trong kênh của Lực Tàng, đặc biệt là khán giả ở ngoài Bắc nha mọi người. Đấy, Bắc Nam thì ai cũng lên tiếng hết, nhưng mà hôm nay Lực Tàng sẽ cập nhật cho mọi người một vị khán giả là ở quê ở ngoài Bắc, thì cô cũng đã gọi điện cho Lực Tàng và bày tỏ cái sự phẫn nộ trước cái cặp đôi cầm thú cũng như gia đình nội của bé Vân An, và đặc biệt là con Trang dì ghẻ, con Trang người tình, con Trang máu lạnh, cũng như là cha mẹ của con Trang máu lạnh. Nói chung là những người nào liên quan đến cái sự việc mà tước đi cái mạng sống của bé Vân An, thì ngày hôm nay cô ấy cũng đã có cái bài phân tích cực kỳ thấu tình hợp lý và cực kỳ thâm thúy nha mọi người. Đấy, rồi đặc biệt là một cái tình tiết cô ấy nằm mơ gặp thấy bé Vân An về kêu oan báo mộng, về kể lại cái sự việc mà bé Vân An bị đánh trong cái ngày 22 tháng 12. Và những cái ngày trước đó thì bé Vân An đang cảm thấy rất là lạnh lẽo, cô đơn và đang cảm thấy rất là nhớ mẹ, thì đã về báo mộng cho cô ấy và mong cô ấy trợ giúp, cứu giúp. Thì cái câu chuyện mà nằm mơ thì Lực Tàng cũng đã cập nhật cho tất cả mọi người. Trước đó Lực Tàng cũng đã nằm mơ và tất cả các anh em cũng đều nằm mơ thấy bé Vân An về kêu oan báo mộng. Đó, thì câu chuyện của bé Vân An là ra đi một cách oan ức, bé không có tội vạ gì cả mà bị những cái kẻ cầm thú ác ôn vô nhân tính ấy ra tay một cách tàn bạo, tàn độc để tước đi cái mạng sống của bé. Thì hiện tại bây giờ bé đang rất là oan ức khi cặp đôi cầm thú kia vẫn đang bị tạm giam, nói chung là đang bị lưới pháp luật bủa vây nhưng vẫn chưa đưa ra xét xử, tội ác của tụi nó vẫn chưa phơi bày, cho nên là tất cả mọi người đang cảm thấy rất là nóng lòng và cảm thấy rất là buồn cho cái câu chuyện này. Nhưng Lực Tàng cũng tin tưởng rằng pháp luật Việt Nam sẽ nghiêm minh và xử lý tới nơi tới chốn những cái kẻ ác, phải đưa ra trước vành móng ngựa để gọi như là xử lý tụi nó đúng người đúng tội, những ai liên quan gom hết, bắt hết, xử lý hết. Trước tiên là lấy lại công bằng cho bé Vân An, và thứ hai là lấy lại cái sự yên tâm cho những cái đứa nhỏ trong đất nước của chúng ta. Đó, thì ngày hôm nay Lực Tàng sẽ cập nhật cái thông tin này gửi tới tất cả mọi người qua một cái đoạn ghi âm cũng khá dài để nó cùng tâm sự và cùng phân tích với cô. Thì rất mong mọi người theo dõi clip thì ủng hộ Lực Tàng qua câu chuyện này. Chúng ta hãy hết sức đoàn kết để mà hâm nóng cái sự việc, đưa cái sự việc này càng ngày nó càng nóng lên và không để cho nó nguội đi nha, để cho tất cả mọi người cũng như là đặc biệt là phía lực lượng cơ quan chức năng nắm bắt được tình hình, cái sự phẫn nộ của tất cả chúng ta như thế nào, để họ đưa ra cái phương án nhanh nhất xử lý cái cặp đôi cầm thú cùng những người liên quan, lấy lại công bằng cho bé. Thì bây giờ mời tất cả mọi người vào cái đoạn ghi âm sau của Lực Tàng với cái cô ở ngoài Bắc, xem cô ấy mơ về bé Vân An như thế nào và cô ấy lên án mạnh cái sự việc này như thế nào. Xin mời tất cả mọi người ạ. Vân An báo mộng cho cô hả? Cô nằm mơ báo mộng cho cô như này, nó cứ bảo là kiểu đại ý là cô này, cô ngoài Bắc cô này đi đến cái nhà, đi vào trong miền Nam cô vẫn mệt mà. Dạ. đi vào trong miền Nam ấy, vào cái chỗ dãy nhà chung cư ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy. Dạ. Thế là cô này đi đứng vào cái, cô đi cầu thang bộ, leo lên cái cầu thang máy là cô say. Dạ. cô leo lên đấy xong bắt đầu cô cũng lại đi đến đấy, cô lại cầm tiền ấy, cô cho 50.000 vào cái bao lì xì. Thế là cô đứng ở cửa chỗ đấy, thì cô cứ cửa phòng là đóng kín mít ấy, kín chặt. Thế là bắt đầu cô gọi Vân An ơi. Thế nó cứ bảo là bà ơi bà ấy cứu con mới, con ở đây, con hai lắm ấy nè, con đau lắm ấy nè, con đau lắm, con đói lắm và con đau lắm, bà ơi cứu con mới, con nhớ mẹ con lắm, bà cho con về với mẹ con với em con đi. Nó cứ gọi thế, thì bà bảo là bà không mở được cửa, Vân An ơi bà thương con lắm, bà đến với con đây mà bà không làm nào được, thì nó chỉ bảo là bà ơi bà, con khổ lắm, con ở đây con hại lắm, vì cha ấy, thì con mấy tháng nay con ở nhà con học online ở nhà ấy, thế là những cái chỗ mà con không biết con bảo gì ấy, gì bảo con thì bắt đầu gì cha lại bắt đầu lại đánh con lại chửi con nữa. Thế là đến lúc gì còn chói chân tay con mà xong con làm gì bóp cổ con này, con làm gì dẫm lên người con, bảo con không biết kêu ai này, còn đe con thế này, bảo là nếu mà mày mà nói với ai ở đây thì tao giết cả mẹ mày nữa.
tao giết hết cả mẹ con nhà mày, thế là gì chỉ Trang độc chửi con và đánh con thôi. Thế xong đến lúc thì từ hôm con chết, con bị chết oan, từ hôm con chết đến giờ là con vẫn ở trong cái nhà chung cư này chứ con chưa thoát được đi ra bên ngoài. Thì bây giờ bà cứ cho con về nhà đi, thì tôi chỉ bảo là bà muốn cứu con lắm cơ mà bà không mở được cửa phòng con ra. Thế là bà làm thế nào được, thì tôi chỉ ngồi là tôi khóc, tôi cứ bảo là Vân An ơi Vân An, bà thương con lắm, con như là cháu nội của bà thương con lắm. Thế tôi chỉ biết nói những cái câu như thế thôi. Thế là đến lúc nó chỉ bảo là bà từ hôm con chết đến giờ chẳng có ai đem cơm vào cái nhà chung cư con ở này, chẳng ai đem vào để cúng cơm cho con hay là cho con ăn cái gì, chả ai quan tâm gì cả. Thế cái đầu con bị đau là dì Trang cũng táng vào đầu con. Thế cái hôm mà con chết ý là lúc đấy là con chết, con sắp chết rồi. Thế là đến lúc hôm ấy thì con gần chết, thế là kéo con vào trong nhà tắm, thế là lấy cái vòi sen ấy phụt vào mặt con. Nói chung là bà thì cô ở ngoài Bắc, cô cũng không nắm được tình hình là gia đình người ta như thế nào. Chỉ thấy là nó kêu mấy câu nhà mình như thế, nó chỉ bảo là con nhớ mẹ con lắm mà không bao giờ cho con gặp mẹ con, mới không cho con gặp Gia Nô. Thế con thì con kêu con khóc to lắm, kêu to lắm để cho cái nhà chung, những cái người ở chung cư đấy ấy, cho người ta biết. Thế cơ mà dì Trang khóa chặt cửa vào, mà lúc đấy là kiểu như là dịch bệnh ấy, dịch bệnh thì nhà nào biết nhà đấy chứ cũng chẳng ai sang cả. Thế là đến lúc cái ngày hôm 22 tháng 12 gì đấy, thế là trói chặt chân tay con, đánh con, rồi thì lại đấm, lấy tay đấm vào cái kiểu cái bím của con ấy, đấm mạnh, đấm mấy lần. Nói chung là trước cũng đánh rồi, giờ hôm đấy là đánh mạnh, đánh coi như là con kiểu như là dập hết động đái ấy, con không đái rồi, không tè được ra ấy. Đến lúc thế là bắt đầu mới nói dối là bảo là mày nói với con mà là mày tao phải đánh với mày bằng chết thì thôi, tao đã cho mẹ mày chết rồi, giờ tao cho mày chết nốt, mẹ mày đã chết chết kiểu như là tự tử rồi ấy, tự tử xong lại sống lại rồi, giờ tao cho mày chết nốt để cho mẹ mày cùng chết với mày. Cũng cứ nói những cái câu như thế. Cô thì cô cũng không bao giờ cô nằm mê, nhưng mà từ cô cũng không bao giờ là cô mơ, gọi là mơ những người ở đâu cơ, mà từ hôm cái vụ bé Vân An 8 tuổi chết này, cô xem các kênh, các cháu làm truyền thông kênh nào cô cũng theo dõi. Cô thì cô ngoài 60 tuổi rồi, gia đình nhà cô thì gia đình là cách mạng, có công với cách mạng, bố đẻ cô là liệt sĩ, thế chồng cô cũng có công với cách mạng. Thế mà bây giờ thì cô nghĩ là cái vụ án như thế này ấy, đúng là cháu Vân An nó bị chết oan rồi. Thế thì cô cũng chỉ cái lúc đấy là cô đang ngủ, cô lại khóc nhá, cô vẫn khóc. Thế cô nằm, cô ôm cái thằng cháu nội nhà cô 5 tuổi nằm riêng. Thế thì nó bảo dần mình cái, nó bảo bà làm sao mà khóc, thì cô chỉ bảo là bà thương chị Vân An lắm. Thì nó hỏi bà thì chị Vân An làm sao, chị Vân An bị bố đem gì kẻ về đánh chết đấy, đánh chết chị Vân An đấy. Nó lại còn hỏi bạn, nó không biết mà, 5 tuổi nó không biết đâu, bà thế làm sao mà đánh chết. Thì bà là bố lấy vợ khác thì là đánh chết, làm sao mà đánh chết nữa. Nói chung là nó không hiểu gì cả, nói nó không hiểu. Là đứa cháu của bà 5 tuổi là nó cũng sợ, mà nó cũng nghe cái vụ việc này đúng không cô? Ừ, thế xong cô chỉ cố cũng phân tích vài câu, thì nó chỉ bảo là bà ơi thế ác thế à, nó bảo là thế gì Vân An gì, à gì rẻ Vân An, gì rẻ của chị Vân An ác thế à. Ác thế thì đánh chết cái gì rẻ đấy đi, kiểu đại ý là nó cũng chưa hiểu hết mà. Thế xong đến lúc cô giật mình cái thì cô vẫn khóc. Thế là giờ cô vẫn nằm đây này, thế là cô vẫn mệt, mà mấy hôm nay là cô vẫn mệt, mà cô theo dõi các kênh truyền thông của các cháu, coi như là kênh của cháu cô cũng lên clip rồi, lại kênh của Thành Trung, kênh của Khương Phan, rồi kênh của Thành TV các thứ, thì cô
cũng chỉ mơ là Vân An nó chưa siêu thoát đâu mà nó vẫn ở trong cái nhà chung cư đây cháu ạ. Dạ. Mà nó chỉ là lúc nào nó cũng chỉ là nhớ mẹ, thương mẹ thôi, mà cái con Quỳnh Trang với cái thằng bố này nó độc ác quá. Nó độc ác quá, nó không biết thương con gì cả. Cái thằng bố nó là dẫn con sói về nhà, cả gia đình nhà ông nội nhà nó là dẫn cái con sói về nhà để nó giết người nhà của cái nhà bà nội đấy, mà cái nhà cái bà nội ông nội bà nội đấy là nguyên nhân là do cái cháu Vân An chết, mấy nị cái cô Hạnh này cô ấy cũng bị chết hụt rồi, là coi như là gia đình nhà cái thằng Thái là do cái con mẹ nó là nặng nhất, cái kiểu như là phúc đức tại mẫu, cái con mẹ chồng của cô Hạnh trước ấy nó là bố láo ấy, nó là ác nhất, nó là bố láo nhất. Thế đến lúc là cả gia đình nó là một là gia đình nhà thằng Thái, hai là cái con Trang ấy, nó giết hai mạng người chứ không phải là giết một bé Vân An đâu cháu ạ. Dạ. Cô xem từ đầu đến đuôi, cô theo dõi từ đầu đến đuôi là cô kết luận là nhà nó giết hai mạng người chứ không phải là giết một mạng người đâu. Giết một mạng người là giết hẳn một mạng người là bé Vân An, còn giết một mạng người chết hụt là cô Hạnh. Cô Hạnh là cô đã bị chết về mặt thể xác, về mặt tinh thần rồi cháu ạ. Chia cắt tình mẫu tử của mẹ con nhà nó rồi, nói chung là cả cô thì nhiều gia đình khác thì cô không biết. Thì cơ mà cô theo dõi từ ngày con nó mua cho cái điện thoại iPhone này thì cô mới theo dõi trên mạng xã hội thì cô mới nắm bắt được. Thì bây giờ là cô mới biết là cái vụ án này là cô xét là coi như là cả cái nước Việt Nam này là không ai là đau khổ bằng mẹ con nhà Vân An đâu cháu ạ. Bởi vì là người ta cũng bỏ nhau cơ mà, bố nuôi con hoặc mẹ nuôi con cơ mà người ta vẫn là đùm bọc lẫn con, người ta trông nom con hẳn hoi cơ mà đằng này nó lại chia cắt tình mẫu tử, không cho trông nom, không cho điện thoại và nó lại còn giết cả con nó nữa, thì là nó khổ khổ nhất là mẹ con nhà cái Vân An. Thì hôm nay thì cô cũng gọi cho cháu thì cháu cứ ghi âm và cháu đưa lên cộng đồng mạng cho cộng đồng mạng biết những cái tiếng nói của cô này, cái giấc mơ cháu Vân An nó báo mộng cho cô này như thế. Thế là một thứ hai là cô cũng mong là các cháu làm truyền thông coi như là anh em phải đại đoàn kết mà đưa lên, bởi vì là trước kia là cuộc chiến tranh nó bằng bom đạn, thế bây giờ là cái cuộc chiến tranh này nó là phải bằng là cái tiếng nói cháu ạ. Yeah. Phải tiếng nói thật nhiều mà tiếng nói thật mạnh lên, thật nhiều lên, càng nhiều càng tốt. Bởi vì là con có khóc thì mẹ mới cho bú cháu ạ. Chứ còn để cái pháp luật xã hội, cái pháp luật Việt Nam bây giờ đấy, cái bọn trẻ bây giờ ấy, nó chỉ ngồi bàn tròn, nó chỉ được đồng tiền, xong bắt đầu nó chúc nhau, nó dô nhau là nó thích nhất, chứ còn nó không biết về cái đạo đức tình người đâu, nó không biết tầm nhìn xa trông rộng đâu. Cho nên là các cháu làm truyền thông cứ phải mạnh mẽ lên, nếu ai bình luận cái câu gì mà kiểu nó trái chiều với các cháu thì các cháu dẹp hết những cái lời đấy đi. Bởi vì là mình bây giờ mình chú trọng vào một cái việc gì là phải cho bằng kết thúc thì mới đi sang cái việc khác được cháu ạ. Còn những cái người mà nó đã giết con giết cháu thì phải là cho ra vành móng ngựa, mà phải tòa tuyên án là xử bắn hoặc là thế nào, chứ còn đừng cho cái loại chúng nó là kiểu như là thoát cái án tử hình thì nuôi chúng nó cũng chỉ vô ích thôi. Phải trừ loại bỏ hết những cái kẻ ác này đi, để những cái người có đạo đức, có tâm, có tầm thì mới sống lại ở trên cái đất nước Việt Nam ngày nay của chúng mình. Thế còn những cái loại này mà để sống ở trên đất nước Việt Nam chỉ dậm người hơn dậm cỏ đấy cháu ạ. Không làm gì, những cái loại này nó không có ích lợi gì cho xã hội đâu. Thế là cô thì cô cũng là khán giả ở ngoài Bắc thôi, cô chỉ mong là cho tòa án, luật sư tòa án nước Việt Nam kết án là tử hình hai đứa này, xong cô chỉ muốn là bắt
xếp hai cái gia đình, cái thằng Thái và cái con Trang vào trong tù, tù trung thân ấy, cái bốn thằng già này tù trung thân ấy cháu ạ. Bởi vì cô nắm được, cô năm nay cô cũng 62 tuổi rồi, cô biết những cái thời đấy là những cái thằng tòa án luật sư cái thời đấy nó chỉ bằng lớp 7 đó, à bằng lớp 10 là nó cũng được làm giám đốc cháu ạ, chứ nó không có bằng cấp đại học gì đâu. Thế mà hai cái nhà này là nó quá tàn ác, nó quá độc ác. Nó bởi vì là nó ăn hối lộ quá nhiều rồi cho nên là giờ con cái nó mới phải hứng chịu cháu ạ. Chứ nó không được hạnh phúc đâu. Bởi vì là nó sướng trước rồi, giờ nó phải nghiệp quật, nó phải hứng chịu thôi. Những cái loại này cô chỉ thích là không bắn được hai gia đình này, chứ bắn được hai gia đình này thì bắn hết đi. Nói những cái thằng tòa án, nói những cái thằng bác sĩ như hai gia đình nhà này là cô quá căm phẫn, cô quá ghét rồi. Nó làm việc nó có không có trung hòa, mới không chung với đảng, hiếu với dân đâu. Nó không làm gì cho đời đâu. Những cái loại này các cháu cũng phải kêu gọi thật nhiều và thật mạnh mẽ lên. Cô là cô mệt, mấy hôm nay cô mệt, hôm kia cô này đi xét COVID, cô này bị dương tính. Cái thằng con nhà cô làm việc ở Hà Nội về, nó cũng cách ly rồi, nó xét nghiệm âm tính rồi. Thế nào đến lúc này, đến lúc nó này sốt rét, thế là nó bị dương tính. Thế là cô này ăn chung với nó, thế là cô bị nhiễm cơ, mà cô cũng đỡ rồi. Thế thì hôm nay cô cũng gọi điện cho cháu là cô cũng nói vài những cái câu như thế, thì cháu cứ ghi âm, thì cháu cứ đưa lên cộng đồng mạng cho cộng đồng mạng biết. Chứ còn bây giờ là cháu Vân An là vẫn khổ lắm đấy, chưa siêu thoát đâu. Dạ. Chưa siêu thoát nổi, bởi vì là nó chết vào cái gần linh lắm cháu ạ. Nó lại bị chết oan, người nó to béo phồng phục thế này. Như thế nó không có bệnh tật gì hết, không có gì hết, mà cái thằng Thái này, gia đình nhà thằng Thái này, nó dẫn cái con sói về nhà, nó ăn thịt người. Bởi vì là rút cục lại là bởi vì là cũng là nặng nhất ở cái con Trang là nó là cái con bán hàng rong từ năm 16 tuổi rồi. Nó coi như là nó là cái, như cô Phương Lê cô bảo, nó là cái là công cộng. Đúng, cô nghĩ là cũng là đúng. Bởi vì là nhà nó không dạy được nó cho nên là nó đi chài dai. Nó biết nhà người ta có, gia đình người ta có hạnh phúc và tương lai ngồi ngồi như thế rồi nó xen vào. Nó vào thế là nó mê muội, nó rắc bùa mê cho cả nhà cái thằng Thái này ăn. Cho nên là nú lẫn, nó không biết gì cả. Lúc nào chỉ nghĩ về cái con này thôi. Cho nên là nó không biết phải trái gì cả. Thì thôi bây giờ là cô cũng chỉ muốn là cái con trai cái gì thì cái phải tử hình nó, chứ không có dung tha gì hết. Không có dung tha gì mà không có chạy án chạy giết gì hết. Giết càng sớm càng tốt, chứ đừng để lâu. Để lâu cất trâu hóa bùi. Yeah. Mà hơn 2 tháng rồi nhá. Cháu phải kêu gọi mạnh, hơn 2 tháng rồi. Mà tạm giam 2 tháng thì có câu quyết định trả lời, mà hơn 2 tháng rồi thì không biết lý do tại sao. Dạ, nếu mà giờ, tất cả mọi người cũng đang rất là nóng ruột và cũng đang rất là chờ đợi cái kết quả cuối cùng, nhưng các cháu cũng đang cố gắng hết sức. Còn câu chuyện bé thì bé chết oan này là cái đó là cái điều thực sự rồi, rõ ràng rồi. Đấy, một đứa bé mà dòng họ tổ tiên, dòng máu ruột thịt trong gia đình như vậy mà nó đã bao che lấp này nọ để mà hỗ trợ cho cái bọn ác thì để nó xử lý, thì cháu cũng như các cộng đồng với các cô đây cũng đang rất là mong muốn lực lượng quan chức năng vào cuộc và làm một cách nhanh chóng để lấy lại công bằng cho bé, cũng như là răn đe các trường hợp khác. Thì hiện tại bây giờ thì không phải là riêng gì mình cô mơ đâu, mà cháu cũng mơ, rồi còn rất nhiều người mơ. Tại bé Vân An nó ra đi quá oan ức, nó về nó báo mộng, nó kêu oan. Mà nghe đến những cái tình tiết như vậy thì chúng ta cảm thấy rất là xót xa. Rồi các bé nhỏ ở trong nước này, là những con cháu của chúng ta hiện tại bây giờ cũng nghe được cái sự việc này, tụi nó cảm thấy rất là sợ. Nó không nghĩ rằng là lại xảy ra cái trường hợp như vậy. Đứa nào nó cũng nói rằng là gọi điện cho cháu, nói rằng chú Lực hãy cố gắng giúp các cháu để bảo vệ các cháu, chứ các cháu giờ thấy cái vụ này các cháu sợ lắm. Đó cũng là cái hệ lụy, cho nên các cháu cũng đã cố gắng vì tương lai các em nhỏ, các bé, để cố gắng làm cái sự việc này, lên án cùng với tất cả mọi người. Kết quả cuối cùng chúng ta cũng bắt buộc phải chờ đợi bên cơ quan chức năng thôi cô ạ, chứ cũng không biết làm gì hơn nữa.
Đó. Ừ. Thế bây giờ nhé, cô chỉ bảo là các cháu làm truyền thông ấy, bởi vì là các cháu làm truyền thông là các cháu có đức, có tâm, có tầm, thì các cháu mới dám đứng lên vạch trần những cái sự việc ác ôn này. Các cháu không vì đồng tiền mà vì đạo đức để đời con cháu, cho nên là các cháu làm như này. Các cô là một người dân thường, các cô rất cảm kích về cái việc làm của các cháu. Thì các cô cũng chỉ mong là các cháu kêu gọi, bây giờ các cháu hết sức là đề nghị về cơ quan, về công an thành phố Hồ Chí Minh, rồi các cơ quan chức năng, rồi đến tòa án luật sư ở nước Việt Nam, một lòng một dạ là kiểu như là cứu những cái đứa trẻ vô tội bị chết oan và bảo vệ những mầm tương lai sau này của đất nước Việt Nam. Thì hết sức là các cháu, nói chung là các cháu chỉ kêu gọi những cái đấy, bây giờ phải kêu gọi, chứ còn bây giờ mà cứ để im như các cô thì muốn là mì ăn liền, chứ còn để lâu là cứ châu á bùn. Chứ còn bây giờ cái vụ bé Vân An này, cô theo dõi từng chi tiết một, từng các kênh một, cô không bỏ sót một tí nào. Cô cũng vẫn phải đi làm thuê mà vẫn phải đi cấy, chứ cô cũng đã được, tuy nhiên là các con nó cũng trợ cấp cho cô, cơ mà cô vẫn cứ phải đi làm thêm vào cho các con, chứ không có đến lúc cái gì cũng chờ các con nữa. Các con nhà cô thì cũng được ăn được học, thì cũng toàn làm kỹ sư văn phòng cho nước ngoài, lập trình cho nước ngoài, cho nên là các con nhà cô nó cũng hiếu thảo. Nó từ cả cái thằng nó làm ở Hà Nội, nó bảo là những cái loại này, những cái loại kiểu như là làm việc ăn hối lộ cho nước ngoài để đem mà xử bắn hết con nhà cô. Cái thằng đẻ năm 92 nó ghét những cái loại mà kiểu bán nước hại dân ấy cháu ạ. Thế cho nên là cả nhà cô là tinh gia đình cách mạng với bố cô liệt sĩ mà. Thế cô thì trước kia cũng làm giáo viên mầm non thôi. Thế là đến lúc lấy chồng cũng được 10 năm lấy chồng, thế là cô phải về nhà để sinh con. Thế đến lúc chồng cô cũng mất rồi, cô phải, con các con nhà cô nó đại học mỗi thằng 5 năm, cô cũng phải đi ra Hà Nội cô giúp việc. Cô cũng lại toàn trông con cho những cái nhà mà thạc sĩ tiến sĩ nó đi dạy học ở trường xây dựng ở Hà Nội, cháu ở lại Bắc Ninh. Nói chung là bây giờ là những các cháu đấy nó cũng học lớp 9, lớp 10 hết rồi, người ta cứ gọi Zalo về cho cô, rồi thì có công có việc dỗ chú hoặc là cưới thằng lớn này, cứ hàng mấy ô tô người ta về. Những gia đình nhà cô mà nó quý nhà cô, kiểu cô hiền lành chân thật mà, thế thì cô thương người, cho nên là những cái đứa bé mà cứ bị chết oan hay là hàng xóm mà cứ đưa người làm cứ đánh con đấm con đau là cô lại sai, cô lại phải can thiệp cơ. Cô thương lắm, cứ cháu ngoại cháu nội nhà cô mà nó cứ ở với cô được một ngày nó lại về với bố với mẹ nó là cô cứ nhớ phát điên phát đảo luôn, nên cô thương lắm. Mà nhìn lại các em nhà cô nó bảo là chị lúc nào cứ nặng về con về cháu, nhất là hết không có đồng nào, nhất là hết cô đi mua các thứ chịu để gửi cho các cháu nhà cô, mai cô lại đi kiếm tiền cô lại nói sau, chứ cô không tiếc gì các con nhà các cháu nhà cô. Mà con dâu nhà cô nó còn bảo là thiếp nhà mình kinh tế cũng không có mấy, cơ mà nhà mình ăn sướng hơn nhà con ở ngoài kia đậy là mẹ dễ mới nọ kia. Cô thương người mà cô nặng tình cảm lắm, cho nên cô thương bé Vân An lắm. Thương với cô là mình cứ nghĩ rằng là sẽ không bao giờ có cái chuyện này, nó quá bất ngờ đó chúng ta, nhưng cái sự việc thì thực sự nó đã xảy ra như vậy. Tội ác của tụi nó đúng thực sự là còn thời Trung Cổ, cứ nói vậy thì thời Trung Cổ chưa chắc đã có những cái trường hợp như thế này. Đây là thời bình, của thời bình đang sống giữa một cái thành phố như vậy mà lại có những cái trường hợp như vậy. Rồi người cũng vô cảm, bên cạnh vô cảm không quan tâm này nọ, cuối cùng xảy ra chuyện rồi bắt đầu mới nhốn nhào lên. Thì lúc đó thì còn gì nữa, nó đã mất rồi. Bây giờ nỗi đau thì đang cầm xé tất cả mọi người như vậy, chúng ta cũng cảm thấy rất là phẫn nộ. Mà cháu ơi, mà coi như là cái cháu bé Vân An này nó là cái đứa bị hại mà. Bố mẹ bỏ nhau là con bị hại mà. Thì nó chẳng biết không biết cái gì đâu. Nó giống con cháu của mình đây, mới có 8 tuổi còn chưa hiểu cái gì, tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi học, chứ đâu có phải là cái tuổi đi làm việc cho nó đâu, cái tuổi mình để cho tụi nó dùng để nó đánh, để nó làm cái thú vui đâu. Mà nó này ừ, thế mà nghĩ thương mà, là nhiều đôi nó bỏ nhau mà con cái nó được hạnh phúc, mà giờ bây giờ sự việc cháu Vân An bị mất ra mới lộ ra hai bên gia đình,
hai bên gia đình nó bị như thế, nó bị quá ác như thế. Chứ còn nhiều nhiều cô thấy cái vụ bé bị 3 tuổi bị cha dượng mẹ mẹ đẻ đánh chết này ở Hà Nội, nó cũng xử bắn cha thằng cha dượng rồi đấy. Thế mà mẹ đẻ cái con bà ngoại ấy, bà ngoại mà đẻ ra cái con mẹ đẻ ra cái con bé 3 tuổi ấy, nó còn tố cáo là các ông xử bắn con tôi đi. Thế mà cũng xử bắn cái thằng cha dượng rồi, thì còn mẹ đẻ thì là chung thân. Thế mà cái vụ đấy nó cũng nhanh thế, hay là vụ đấy mà nó không có tiền rút lót mà pháp luật Việt Nam cũng có luật sư Thơm, cũng có luật sư Thơm ở đấy đấy cháu ạ. Nó xử bắn ở đây 1 năm nay rồi cháu có xem không? Nói chung là những cái vụ án đấy là cô xem hết mà, cô xem kênh truyền hình. Thì cái vụ của Vân An này thì con nghĩ là lực lượng cơ quan chức năng người ta đang điều tra, tại vì cái tính chất mức độ nó quá nghiêm trọng, với lại còn có thể rằng là sẽ có nhiều người liên quan đến cái sự việc này, vì cái sự vô cảm. Thứ nhất là ông bà nội là, rồi gia đình nhà nội biết sự việc nhưng mà im lặng che giấu cũng là một tội ác đó cô. Cho nên là họ đang điều tra, rồi còn một số thành phần mà bí ẩn nữa, người ta đang xử lý sự việc. Còn bên gia đình nhà con dì ghẻ cũng như là gia đình nhà nội thì nó cố tình nó bao che, nó che đậy, nó lấp liếm, rồi đến hiện tại bây giờ nó vẫn đang tìm cách để nó cứu con của tụi nó. Cho nên là nó sẽ có những cái kháng cáo làm cho ảnh hưởng đến cái công tác điều tra của lực lượng của công an, cho nên nó sẽ hơi lâu. Cho nên là cũng mong tất cả mọi người chúng ta cứ bình tĩnh mà chờ đợi. Còn cô nói nhá, cô nói cô vẫn nặng tiếng mà, còn cô nói cho cháu biết nhá. Bởi vì là cô đồng lòng cùng mấy các kênh của cháu, nhưng riêng là cô không đồng lòng mấy cái kênh của cô Trang Vina lắm đâu cháu ạ. Cái kênh đấy là cái cô Trang Vina là cô đã gọi là đây là cái cuộc gọi như là một cái cuộc biểu tình thời trước người ta là đả đảo đế quốc Mỹ, đây là cuộc biểu tình. Thế cơ mà cái cô Trang Vina thì cô cũng chỉ nói chung chung thôi. Cô như là một con ếch ngồi đáy giếng ấy. Cô nói chung chung nên nói chung là cô cũng nghiêng về phía Vân An cơ mà nó. Cô nói chung chung, cô không nói mạnh. Cô không nói mạnh lắm. Đã gọi là cuộc chiến tranh. Cuộc chiến tranh thì phải mạnh mẽ cháu ạ. Cuộc chiến tranh phải mạnh mẽ. Thế còn như là cô xem cái kênh của Hoàng Sáu ấy, cũng có cái người bình luận, cũng có lời bình luận là không có tin gì mới ư, quanh đi quẩn lại vẫn cái tin như thế này nghe chán quá. Thì cái vụ bé Vân An thì xoay quanh lại thì chả nói về bé Vân An thì nói cái gì mà mới. Mới đi giờ phải có kênh có cái tin đưa từ công an, chức năng công an đưa ra thì đến là tin mới. Còn bây giờ mình vẫn phải hâm nóng lại. Chứ những người, những cái lời bình luận. Cái ý định của các cháu nó là như vậy đấy. Nhưng mà nhiều người không hiểu được, cứ nói tụi cháu này nọ rồi thôi kệ, ai muốn làm gì thì làm cô ạ. Và các cháu thì cứ kiên quyết là đi tới cùng và lên án mạnh. Mặc dù những thông tin không có thì các cháu cũng phải nghĩ ra để bình luận, để phân tích cùng với tất cả mọi người. Thế còn cháu ít tuổi, mới thành chung ít tuổi thì các cháu ít tuổi cơ mà các cháu lại hiểu, các cháu lại hiểu về luật mà các cháu lại kiểu là hiểu về mọi tính cách, cho nên là các cháu nắm bắt được. Thế còn nhiều những cái người bình luận ấy, nhiều người bình luận ấy, người ta xem đã theo dõi cái vụ nào là người ta phải theo dõi sát sao và phải nắm bắt được từng câu nói và từng kỳ, từng coi như là từng câu nói và từng lời nói của những cái người làm truyền thông thì mình tóm lại, mình kết thúc lại thì mình mới đưa ra một cái kết quả bình luận là chính đáng, chứ đừng nghĩ là ào ào trong bình luận là nó kiểu nó vô văn hóa quá là cô cũng không thích đâu. Bởi vì là cô cũng có tuổi rồi cơ mà cô nắm bắt được thông tin của các cháu như thế nào là cô hiểu ngay. Chỉ nói cần nói câu đầu là cô đã hiểu được câu đuôi rồi cháu ạ. Cho nên là nhiều người cô bảo là cô đi làm, cô bảo là mấy vụ án như thế thì người ta chỉ bảo công nhận khổ thật đấy. Con này là chuyện oan, nó khổ thật. Thế sau cô mới bảo là thế các bà nên xin cái số điện thoại đi mà nên cộng đồng mạng mà nói đi, thì người ta cứ bảo là cũng muốn nói cơ mà
chưa đứng lên cộng đồng mạng, hãi run không biết nói, không ai giỏi được bằng bằng cô, yeah. À, không ai giỏi được bằng chị. Chị dám nói bảo không, tớ thì tớ kể cả lên xã hay là kể đi đâu đi họp dân hưu rồi tớ đứng lên là câu lạc bộ là tớ phát biểu rõ ràng mà làm thơ làm văn hay hò hát, tớ chả sợ gì, mình không ai hại mình chẳng hại ai. Tớ dám mình đứng lên cộng đồng mạng tớ nói những cái lẽ phải mà tớ vạch trần những cái kẻ ác, tớ ghét những cái loại kẻ ác, những loại tham mô mình ghét lắm, thì mình nhập tâm được mình mới nói được. Thế người ta cũng bảo cô Dung nói chung là không thấy tên nữa, cô tài thật đấy, cô giỏi thật đấy, dám nói bảo sợ gì không, dám nói kể cả ngoài đời cháu ạ. Chồng cô thì cũng mất 12 năm rồi cơ mà, cô nuôi con ăn học, cô vừa làm cha vừa làm mẹ, thế cơ mà cũng không ai chèn ép được cô, không ai khinh được cô. Cô phải đi nói người đấy cháu ạ, đừng có ai nói được cô đi. Cô làm đúng, cô làm đúng, cô sống, cô có lương tâm, cô không năng loàn, cô không gọi là không có cái điều gì trong xã hội cả. Cô sống cho bên nội bên ngoại, sống cho các con, cô ngẩng mắt cao đầu. Cho nên là những cái việc gì là cô dám làm, mà giờ cô có điện thoại rồi, cứ các cháu có cái cứ có cả cái việc gì á mà sai về pháp luật mà kiểu như là không có con người, không có lương tâm là cô theo dõi, là cô xin số điện thoại, là cô dám đứng lên cộng đồng mạng, cô có tiếng nói cháu ạ. Yeah. Bởi vì là mấy lần là cô, mấy hôm nay là cô muốn chửi gia đình thằng Trang Thái và cái và hai cái đứa này lắm rồi, thì cơ mà cô lại mệt, cô mệt cô không chửi được. Lần trước cô cũng chửi hai lần là cái kênh Thanh TV ấy cũng ủng hộ quá trời đấy, 1000+ người rồi đấy cháu ạ. Yeah. Nói chung là cô cũng vào cái kênh của cháu, cô cũng nói rồi đấy, cái kênh mà gửi các ông luật sư rồi các chị đại trong tù thì cô cũng nói kênh cháu rồi đấy. Yeah. Thế đi ra thì cô vẫn cứ theo dõi, có gì thì các cháu cứ sát sao mà nhé. Dạ rồi cô, với tất cả mọi người cứ yên tâm đi, thì các cháu có thông tin gì thì các cháu đăng lên, mới thì các cháu có thì các cháu đăng, mà không có thì các cháu cũng sẽ tìm hiểu để bình luận phân tích với tất cả mọi người, chứ không được câu chuyện này đâu. Thì cô bây giờ cháu nghe thôi, nói cô bị dương tính là đăng cũng mệt, thì thôi cô cố gắng giữ gìn sức khỏe nha cô. Dạ dương tính cô cũng mệt cơ mà, thế cơ mà cô vẫn cứ muốn mì ăn liền luôn đi, làm sáng tỏ luôn đi, thì ai cũng vậy, ai cũng muốn nó nhanh chóng để mà mình cho nó đỡ bức xúc ở trong người thôi. Bây giờ này bắt chúng ta phải cứ chờ đợi cái quy trình của công an thì nó có hết rồi, nó có lập sẵn hết rồi. Cho nên là chúng ta cứ mà cháu ơi, cháu này, cái cô Hạnh ấy, cái cô Hạnh là cô đẻ 585 có phải không? À thằng Thái sinh 585, không biết là chị Hạnh chắc nhỏ hơn tuổi hơn thằng Thái. À thế à. Cái thằng Thái nó đẻ 585 ấy là nó kiểu như là nó là cũng lận đận về cái đường nương duyên đấy, cơ mà đẻ 585 đấy, đáng nhẽ vợ chồng ở được với nhau, thế cơ mà cái thằng này là do gia đình, do bố mẹ đấy cháu ạ. Yeah. Do cái bố mẹ đẻ ra là cũng có cái tính cách rồi này nọ, như cái kiểu mê gái, người ta nói một lề đấy, nên là cuối cùng mà bị tẩy nào. Mà rút cùng lại là không ai ác độc bằng cái con Quỳnh Trang, mà không ai ngu bằng cái thằng Thái. Yeah. Không ai ngu bằng thằng Thái. Vừa ngu mà vừa ác, cộng thêm với nhau vừa, xảy ra cái vừa ngu vừa ác, mà cái con nói chung quy lại là cái con Trang là cái con mất dạy nhất. Cô nói thật là cái con tiểu tam, con mất dạy nhất. Dạ, thì vợ, đó là cái nguồn cơ gây ra cái sự việc đầu tiên là nó cướp chồng người khác. Đầu tiên là nó cướp chồng. Nó thật mà gia đình cái thằng Thái ấy mang tiếng là gia đình nó có ăn có học gì, cái loại chúng nó ngu, cái loại mất dạy không dạy được người để xã hội người ta dạy cho, chứ có một đứa con gái dạy cái loại bán hàng rong ấy, bán hàng rong từ bao giờ, cái vốn sẵn có bán hàng rong cái loại đi, nếu mà dạy được con thì bảo con ơi, gia đình cái anh này ấy có vợ chồng nó có hai con rồi đấy, con không được vào, ngăn cấm ngay từ đầu, thả rông thả dài con đi vào phá vỡ hạnh phúc, thì cái người đàn bà nào mà nó chả ghen hả cháu, nó không làm gì lỗi thì nó tự phải tự vẫn đi để chết đi cho nó khỏi suy nghĩ chứ.
Thế làm gì ai chả ghen, ớt nào ớt, ớt chả, chả cay. Cái con này nói thật với cháu ấy, nói chung là giết nó thì cũng phải giết cả nhà nó, chứ còn giết nó thì nó quá đơn giản mà đấy. Cái bọn này nó chết là mãn nguyệt lắm rồi, cơm nó không muốn, muốn ăn, nó muốn ăn cứt mà nó sống nó không muốn sống thì nó muốn chết thì cho nó chết luôn đi. Chứ còn một cái bé, đứa bé nó vô tội, nó là mầm tương lai, nay mai nó là một cái người con của đất nước Việt Nam, có khi nó có ích cho xã hội. Còn cái bọn này ấy, nó ăn đủ mùi trên xã hội rồi, ăn đủ mùi rồi, nó biết hết mùi đời rồi, nó chết mãn nguyện lắm rồi. Thì đừng, bố mẹ nó tốt nhất là đừng có cầu cứu gì, tốt nhất là đứng lên trước cộng đồng mạng mà bảo là thôi, tôi mong là cộng đồng mạng thôi, cháu nó làm sai thì cháu nó phải chịu, con tôi làm sai con tôi phải chịu, thì mong là các ông chủ tịch nước rồi thì các ông tòa án luật sư thôi, các ông làm thế nào thì làm, thế thì nó còn được hả nặng hả dạ một tí. Đằng này con đã tài mình như thế rồi, nó đã hoành hành như thế rồi mà nó vẫn còn cứ chạy trọt như nọ kia. Cô nói thật, cô ở xa chứ cô mà ở gần thì đúng rồi, nhất là cô chết, đằng nào cũng phải chết. Cô phải đến tận hai gia đình nhà đấy, hoặc là cô phải sấn vào cái chỗ công an, nhất là giết cô ngay, cô cũng phải sấn vào để cô mỗi gan mất thì, hoặc là cô lấy cái thùng mua lấy một ít axit cô hát hết vào, nếu mà mày thích sống à tao hát hết axit vào mặt hai đứa chúng mày cho nó lủi bạn cho nó đấy, cho sống đấy, muốn làm gì thì làm chứ cho cái loại này nó vô dụng, nó có làm được gì đâu, chật đất xã hội. Cháu ạ, cô cay lắm, cô căm lắm, mà cô thương cháu Vân An cực kỳ luôn ấy. Kể ra là giả dụ không ai nuôi được thì cô cũng đem về cô nuôi, chứ cô nghĩ cô cay lắm đấy. Dạ. Cô cứ mong từng ngày từng đêm một để cái cơ quan chức năng nó trả lời. Nó trả lời, giờ nó chỉ công bố trả lời. Thế thôi, còn bao giờ xử thì xử, tử thì tử. Chỉ cần trả lời cái thôi mà này. Chiến tranh này là chiến tranh bùng nổ, chiến tranh cướp cả con đường tương lai của cháu Vân An đi. Có phải chiến tranh lạnh đâu mà im được hả cháu? Yeah. Cô cứ nghĩ là như thế. Không thể chiến tranh lạnh được, không thể khép kín được. Ăn vụng ăn trộm gì mà khép kín. Sự việc nó đã phơi bày như thế rồi, còn làm gì đến gì mà lâu thế. Một cô nói thật, như cô ấy, như cô mà là công an, như cô là tòa án, hôm nay chỉ công an chỉ trong vòng một tuần là điều tra hết, là bắt được chứng cứ rõ ràng rành à. Còn cái chị gái nói đấy, cô đã nói là nó phải cho phi tang là bịt đầu mối vội. Nó còn lừa cái nhà bác Vinh, lừa nhà cô Hạnh. Xin nữa đi vào cái lưới giặc của nó ấy. Cái lưới đấy. Đấy, bác Vinh bác đã bảo là đi đến nơi không cho chụp hình chụp ảnh. Còn bảo là nó sặc sữa cháu chết thì thôi cho đi thiêu nhanh. Thế thì bác Vinh cũng ngỡ ra không biết. Cô Hạnh thì nghĩ là bố nó chiều con, không bao giờ đánh con, mắng con. Thế là đưa luôn cả gia đình nhà cô Hạnh vào, thế là cũng cuối cùng là coi may cộng đồng mạng người ta kêu gào, cô Phương mấy cô kêu gào lên thì bắt đầu mới vỡ lẽ ra mới biết chứ nó lại âm mưu thủ đoạn như thế. Cái con chị gái nhà nó ấy, cô chỉ thích là cái chồng cái chị gái nó cũng bỏ chân ấy. Chết mẹ đi, cả nhà cả lũ như nó mất dạy. Cô muốn chửi lắm rồi cơ mà cô. Hôm nào cô chửi cho một trận nhá. Hôm nào cô lên kênh cháu cô chửi cho chúng nó một trận nhá. Để khi nào khỏe khỏe đi cô. Hôm nay con thấy yếu thì thôi cô cứ giữ gìn sức khỏe đi. Các cháu sẽ cố gắng để giải quyết. Hôm nay cô cũng đỡ rồi. Hôm nay là cô cũng đỡ rồi. Không sốt nữa. Hôm nay chỉ có cái là cần mũi mẹ thì thoáng ho thôi. Để tiêm hai mũi rồi nó. Tiêm của cái Pfizer nó cũng... Con cũng mới bị xong nè cô. Con cũng đang còn đang nhức đầu. Nó bị xong thì nó hơi nhức đầu một tí thôi. À, nhất đầu thì hôm nay nó cũng đỡ rồi, hôm qua con gái nhà cô khiếp, con gái con rẻ nó mua hàng bao nhiêu thứ dừa rồi sữa rồi thì dạ con mua hàng bao thì... uống nước ấy cô, uống nước nhiều, nước dừa, nước cam với lại là nước gừng, có mật ong đổ vô, con cũng làm theo sách này. Cung cấp thì con uống vô thì cả nhà con cũng bị, cho nên giờ con đang nói lạc tiếng thì tí như này. Con đã ghi âm đây rồi thì có gì con sẽ đăng lên cho mọi người cùng nghe. Cảm ơn cô cũng đã để lại ý kiến với lại một cái giấc mơ oan ức của bé Vân An. Con cảm ơn cô rất nhiều nha. Ừ thế thì cháu cứ ghi âm lên, còn cái giả dụ như giấc mơ của cô đúng thì đúng mà sai thì sai, bởi vì là cô cũng không bịa đặt mà cô cũng ở ngoài
bắt cô xa, cô cũng không nhận va chắc cánh ở thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là cô chỉ biết là giấc mơ nó báo mộng là suốt ngày nó kêu là con nhớ mẹ con lắm, con đau lắm, mới để con ở đây con hãi lắm, nó chỉ mơ thấy mà con mì xì cho nó 50.000 mà cô không mở được cửa phòng nha luôn, cô cứ ngồi cô khóc với cháu ạ. Dạ. Thôi nhá, cô chào cháu nhá, chúc cháu mạnh khỏe. Để coi như là các anh làm truyền thông đoàn kết, đại đoàn kết để đưa ra cái mẹ phải nhá. Dạ rồi, cô giữ sức khỏe nha cô. Rồi, cảm ơn cô rất nhiều ạ. Ừ, nhá, chào cháu nhá.